Cứ cây Đồng Tháp xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Trước xin chúc cô chú anh chị được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mấy anh em có mặt tại Hòa Long này, thuộc huyện Nga Dục, tỉnh Đồng Tháp. Anh em cưa cây sau nè. Sao lại dưới đây có mộ mộ nha mọi người, bên kia cũng mộ nữa. Chờ cái đó luôn hả chị Tân? Xích trên chút ha. Anh mình nãy có thấy con dây qua rồi nha. Anh mình di chuyển lên này coi khúc nào ngay cắt nha. Anh mình mang thêm một dây an toàn là hai cổng nha mọi người. Anh mình cắt mấy tàu dừa cho nó chống cái đường lên. Cây sao này đã mé rồi nha mọi người, còn có đọt không? Sửa dây giùm Tấn nha Phúc. Để cho nàng Phúc sửa cho. Anh mình cắt nửa cây luôn nha. Anh mình cắt nửa cây nha mọi người. Anh mình lấy miệng ra rồi nha. Anh mình cắt qua nha mọi người.
ngã nha. Anh Tấn mình nè di chuyển xuống góc nha. Do đây nó trống mấy anh em mình cưa nửa cây không nè mọi người. Tiếp đất an toàn nha mọi người. Anh em mình buộc cáp á, kéo nó lên. Ở đằng kia ông anh vẫn đang chạy chạy cái máy đằng kia. À, cái máy kéo đằng. Anh mình đang dùng máy kéo nha. Cái này là
đất bây giờ là cả cống này.
Hết thuê hả?